trận đá bóng của học sinh vùng cao này, muôn màu sắc các loại áo này. Đây là Vít, nè Raven Vít, chuyền cho Raven Gom, Khanh, ô đá bóng, má lên, đá bóng lên, ôi giờ đá bóng như ông. Không phạm lỗi, đá bóng của học sinh vùng cao là không phạm lỗi. Đấy. Được, má tay rồi, chạy vòng bóng chạy luôn. Kéo luôn. Đá bóng không có một cái luật lệ nào luôn, đá tự do, đây gọi là đá tự do đây. Sút vào. Vòng. Vòng đúng rồi, vòng sút mạnh lên. Vòng lừa bóng lên không? Đấy, vòng tốt đấy. Lừa lên, đấy. Vòng. Quýt hay quá, quýt. Quýt. Lừa lên quýt. Quýt. Vào. Không vào. Không có vào đâu. Đâu phải đòi nó đâu. Không phải đòi nó hả? Vào rồi. Sao nó còn đá kia Khanh kia? Chưa chưa đá đi. Đá hết không hết biên luôn. Sút. Sút rồi, mạnh quá. Sút đi, sút đi. Hết biên rồi. Bóng về thủ môn cho Bung Ban. Sau đây là thủ môn Vong đưa lên này. Vong đưa bóng lên, lừa lên Vong, lừa lên. Sút xa rồi, vòng sút cứng quá. Sút lên, lừa bóng luôn, lừa đầy quá. Quýt, 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 lại chút ra gọi em quýt. Mạnh tay. Chuyền cho Vong đi, chuyền cho Vong đi, chuyền cho Vong đi. Vong. Rồi, đúng rồi, đưa bóng lên. Hay quá, biệt luôn. Một đội bóng này giống như đội bóng Thiêu Lâm của trong Tân Trì, không có màu áo giày dép gì đi chứ không luôn. Đúng là đặc sản của học sinh vùng cao, không có một chiến thuật nào. Vít, 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 Khanh, vít, trời đá bù như ông luôn. Học sinh này vùng cao đây mùa lạnh quá, lạnh lấy bóng ra đá thôi. Mấy mấy không rồi, vít vít, mấy không rồi, một không rồi đúng không? Đá luôn, sút xa luôn, vòng vòng yêu thế. Rồi đi lên Khanh, lừa lên, lừa lên, sút xa luôn, dọn lại hay quá, chuyền đi, chuyền đi, hay quá luôn, qua luôn đấy, hay luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn rồi chém vào. Chút nữa vào cho mấy, ôi trời, xíu nữa qua được 3-4 cầu thủ. Bóng về thủ môn của đội Bung Chích, Bung Chích Vong tiếp tục đưa bóng lên, qua luôn, qua thủ môn luôn, lừa luôn, sút xa luôn. Đúng chỗ luôn. Quýt. Quýt. Quýt đang phát bóng lên, lừa bóng luôn. Quá luôn. Quá luôn, hay quá. Quá luôn. Lừa bóng lên luôn. Quá bóng luôn. Hay quá luôn. Quá luôn. Quýt. Trời. Vào. Chạm tay, chạm tay, chạm tay, chạm tay. Đây, chạm tay. Yeah. Yeah. Được, Quýt ghi một bàn rất đẹp. Lừa từ thủ môn lên luôn. Khanh, Khanh lừa lại, lừa lại sút luôn, lừa lên, sút, quýt, quýt, tiếp tục quýt, lừa lên, qua luôn, đồ, Khanh, sút xe, không vào ra ngoài rồi, bóng hết đi đường bị ngang. Rồi lừa lên, chuyền cho quýt đi, đấy, quýt, lừa lên, qua luôn. Ừ. Mệt chưa? Chân đưa vào cát như thế nó đau sao? Có đau không? Nó mát hay sao? Đi trên không không nè. Đội bóng Thiêu Lâm của Châu Tinh Trì đây. Đưa qua luôn, sút luôn. Đấy, hết biên rồi. Vong, chuyền cho Vong. Đấy, Vong, chuyền cho Khanh đi. Hay lắm, Khanh. Vít, vít. Vít, vít. Sút xa, đồ Vong sút gấp á. Chút xa, vào rồi, vào rồi. Wow. Ô, thủ môn là gì? Một bàn thắng phải nói là đẹp như tranh vẽ luôn. Một đều hả? Một đều hả? Một đều chưa? Một đều, một hai à? Một hai làm bàn đi. Quýt lên làm bàn đi. Đội bóng của học sinh vùng cao này. Màu áo coi như không biết đội nào là đội mình luôn. Rồi, chuyền lại đi. Trả bóng lại, đúng rồi. Lừa bóng qua luôn, Quýt. Lừa qua luôn. Chuyền lại luôn. Đấy. Hay quá, biết là chuyền rồi. Chà, bóng rồi. Chuyền, chuyền, chuyền.
Khăn hay quá. Con bóng kìa. Đưa lên, đưa lên. Vong, vong. Ôi dồi, chút chẳng lắc. Khăn đưa lên đấy. Quýt, quýt. Khăn, khăn, đồ hay quá. Đưa bóng lên, đưa bóng lên. Hay quá luôn. Chút xa luôn. Vào. Thủ môn, chuyền cho Quýt đi. Rồi, wow, wow, wow. Ai chưa ra ngoài rồi. Bóng hết đường biên dọc. Rồi, vong tiếp tục lừa bóng lên đây. Lừa lên, chuyền đi. Chuyền cho Khăn đấy. Khăn kìa, nhặng bóng kìa, chạy đi, chuyền bóng này, lừa vào luôn, chuyền đi, lừa quá hay quá luôn, hay quá, mắc bóng rồi, mắc bóng rồi, chạy theo, dậm lại, hay quá, vong, hết viêm luôn, lừa thủ vong, hết viêm luôn, khủng thế, quay luôn, ui dồ, đá vô, hay quá. Áo vàng. Ôi dồ. Chậm lại Vong. Dậm lại không? Sao cứ chờ ra ngoài mãi vậy? Dậm lại. Đã. Rồi lừa lên. Hay quá. Lừa lên. Chút xe. Hay quá. Chuyền đi. Hay quá. Lừa luôn. Chút luôn. Hay quá. Chuyền luôn. Quýt. Chuyền lên. Chạy lên. Quýt. Ê, man. Chưa được hả? Rồi đá lên, vong. Hay quá, quýt. Rồi Khăn ngứa, dám lại. Rồi, chiêng. Đồ Khăn nghĩ vào luôn. Chút xe, không vào. Có đeo cái mau không? Đeo lấy thuốc cồn sờ cho. Không đeo à? Chiêng cho Quýt đi, lừa lên. Chiêng lên. Quýt, lên, dâng lên. Tấn công lên. Hay quá, lừa quá rồi. Chuyền hay quá, đưa lên. Chết. Dâm lại, hay quá. Quýt, chạy. Vong, chút mạnh quá. Hết việc luôn. Trúng, chưa còn. Chuyền cho Quýt đi. Hay quá, Quýt. Ôi dồi, xem trúng caramel. Wow, không vào, hết viên rồi. Chuyền lên. Hay quá, Quýt. Xuất xa không vào rồi, không có sự hiệu quả nào. Hay quá, lừa vào luôn. Rồi, chuyền quýt. con. Quýt. Kéo cho kéo. Vong. Đủ. Bóng xếp vào. Cho kéo vậy cũng có phạm lỗi nè. Hay quá. Xuống lên. Hay lắm. Hết văn rồi. Đấy. Vào đi. Vào đá. Nhào vô đá bóng đấy. Nhào vô. Chập lại rồi. Đúng rồi, cho vào đá đông quay cho nó. Khăn lên, đá lên. Vào. Hai điều, vỗ tay. Chạm tay. Yeah. Đá 5 phút nữa mà không ghi bàn là đá Manti nha. Đá Manti rồi về. Rồi, đưa làm bàn này đó, chuyền qua. Hay quá, Quýt. Đồ, hơi cao hơn tí. Rồi, vong, đưa bóng lên. Chết. Ui dồi, sút kinh quá. Con. Hết không?
Đúng rồi, vong nó sút mạnh đi lên mà, vong nó sút đấy. Chưa ngang khăn đấy, chưa ngang khăn, đúng rồi, khăn lừa lên. Lừa lên, lừa lên. Hay quá. Quýt, lừa lên luôn, qua luôn. Hay quá, vong. Đục. Lừa lên, khăn, sút, đục. Sút luôn. Nụ chưa? Rồi, quýt lên. Ui, lừa cá luôn, lừa luôn. Hay quá. Chút xe không vào. Ui. Làm nó sụt sụt. Ok em ơi. Em ơi. Quýt. Quýt dữ quá. Chẳng bóng chặt lắm. Chú lên đi. Chuyện khăn kìa. Hết rồi, quýt, quýt, quýt đã ra đấy. Chạm tay, vào, vào, chạm tay. 3-2 tháng rồi. Yeah. Bây giờ chọn 5 người đám anti. Đây, đây, đây. Ai? Vòng ra trước nha. Từ từ. Bắt đầu cầu đá thì mới đá nha. Rồi, chuẩn bị. 1-0. À, đều. Giờ tới quýt đá không? Sao mấy người ra kia lượm bóng? Nhanh lượm bóng ra đá. Rồi, tiếp theo. Xong chưa? Chuẩn bị nha. Sút. Vào. 2-1 đúng không? Cho 2-1 rồi. Bóng đâu? Người ra kia tổ chức là bóng đi. Đội em 3 điểm là bây giờ đám anti là 1 đều đúng không? Rồi rồi. Bây giờ là buông gì đây? Buông gì? Ní 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 ní. Từ 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 từ. Bóng vượt sang ngang rồi. Không vào. Rồi tới đội của Vít đá này. Vòng vô thủ môn nha. Vít. Sút đi. Kha. Vào. 2-2. 2-1. 2-1. 2-1. Không vào. À, vẫn tỷ số là 2-1. Người tiếp theo, người tiếp theo nhanh. Người tiếp theo. Vào. 2-2. Đúng không? 3-1. 3-1. 3-1. Do mà các màu áo khác nhau nên không biết. Rồi, qua đây tiếp theo nè. Tỷ số đang là 3-1. Ra ngoài. Tỷ số vẫn là 3-1. Nhưng giờ đội buông buông gì? Buông bú hả? Buông chích, buông chích. À, nghiêng gì buông ban. Bây giờ buông buông bú chích. Bú chích đá tiếp và thứ tiếp theo. Quýt đá. Khăn thủ môn. Bóng đi vượt sang ngang. Không vào. Tỷ số vẫn là 4-1. Rồi, khăn đá nha. Vòng đá chơi, vòng chưa đá không? Vòng ní 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 nè, vòng. Xuất xa, không vào. Rồi, bây giờ Huy đá này. Tỷ số vẫn là 3-1 đúng không? Nghiêng về đội bông bú và bông ban. Không vào. Tỷ số vẫn là 3-1. Tức là đây là thành viên của đội buông bú đã bị thua đây. Thành viên của đội buông ban đã giành chiến thắng. Thôi, video của Ngọc Tin TV xin kết thúc tại đây.